những lỗ thoát sàn luôn khiến bạn khó chịu. Nước bẩn, đặc biệt là các sợi tóc bị ứ đọng lâu ngày tạo ra mùi hôi thối. Nguyên nhân do đâu? Trong quá trình tắm gội, những sợi tóc chảy xuống ống cống tạo thành những mảng bám. Những mảng bám này tích tụ ngày một nhiều lên theo thời gian. Chúng ngăn chặn dòng chảy và giữ lại các chất cặn bẩn, tạo nên mùi hôi thối khủng khiếp. Sự ra đời của dụng cụ móc tóc ở lỗ thoát sàn sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề một cách dễ dàng. Dụng cụ có trọng lượng nhẹ, hình dạng đẹp mắt như một sợi vòng, vì vậy bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Bạn có thể để vào lỗ thoát nước trong nhà tắm, bồn rửa mặt hay bồn tắm. Những sợi tóc theo dòng nước chảy xuống ống cống và bị cánh cao su giữ lại. Dụng cụ có chiều dài 42,5cm cùng với 4 cánh cao su giúp bạn chặn những sợi tóc rắc rối mà không làm tắc đường ống. Ưu điểm của dụng cụ chính là không phải sử dụng hóa chất độc hại, không phải sử dụng máy móc cồng kềnh, mất công sức, tiêu tốn thời gian, không phải tốn quá nhiều chi phí để làm sạch đường ống. Gọn nhẹ, đẹp mắt, không làm mất mỹ quan phòng tắm nhà bạn. Bạn chỉ mất vài giây để đưa dụng cụ vào lỗ thoát nước. Sau khoảng 2 đến 4 tháng, bạn nhấc dụng cụ ra ngoài. Toàn bộ phần tóc rụng sẽ bị dụng cụ chặn lại. Rất đơn giản để có một đường ống luôn sạch sẽ, không lo bị tắc. Chắc chắn với dụng cụ móc tóc ở lỗ thoát sàn, không gian phòng tắm sẽ trở thành nơi thư giãn tuyệt vời sau những giờ làm việc căng thẳng. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422050505 ở khu vực miền Bắc và 098493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.